Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game quái vật. Đây, và hôm nay mình có một cái con quái vật mới các bạn à. Người ta gọi đây là cái chú ngựa. À, cái chú ngựa này nghe giang hồ đồn rất là mạnh luôn. Đây là con cấp L nha mọi người. Wow, lớn rồi. Wow, lớn lên và chú ấy có hai cái sừng nhìn đúng đẹp luôn mọi người ơi. Con này là hệ ánh sáng. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem. Mình sẽ cho cái con này ăn cho nó ngập mặt luôn. Vâng, không biết cái ngôi nhà ánh sáng của mình nâng được lên tới level mấy nhỉ? Đây, bây giờ chúng ta sẽ nâng cái con này lên nha. Wow, ngựa con. Ở cái chiêu này hình như là cái chiêu bơm máu hay sao đấy. Mở được một chiêu rồi. Tên tèn tên tèn. Wow, hình như lên được level 10 rồi. Mở được hai chiêu. Wow, cái này là như cái để mình xem coi nó thế cái chiêu nào được ta. Ở mấy cái chiêu dưới đây nó full hết luôn kìa. Có một chiêu đánh thôi à. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cái chiêu này đi, tiếp tục cho nó ăn cho nó ngập mặt luôn. Wow, mình lên tới level 19 luôn rồi, xem có gì thú vị không nào. Nó cho mình một cái chiêu vừa đánh vừa bơm máu à. Vừa đánh vừa bơm máu. Wow, này là nó tăng sức chiến đấu cho mình đây. À, bỏ qua luôn đi. Oh, max level luôn rồi. Oh my god, căng vậy, chắc mình phải đi nâng lên mới được. Tốn 900 và 21 tiếng sau chúng ta sẽ nâng được cái con ngựa này lên tiếp. Ô la la, con cấp L. Chỉ mới level 20 thôi, rất là đáng tiếc luôn. Thôi không sao, mình sẽ cố gắng mình nâng nó lên. Còn anh em nhà ta sao rồi? Mình xin có cái két không mà anh em trốn đâu hết trơn rồi không cho mình ta. Tổ quốc sẽ ghi công em, ok. Có một cái bạn vừa đã bỏ qua nhiệm vụ, hình như là cậu Trần Đặng thì phải. Cậu ấy vừa chiến đấu và có được. Ô, anh em cần cho quái vật ăn kìa. 80k thức ăn. Mình 41 400 mấy, còn 90 mấy. Ok, mình hình như mình cho ăn rồi thì phải. Mình cho cái con quái vật của mình nó ăn ngập mặt luôn rồi. Giờ đang chờ nhiệm vụ mới luôn. Ok. Còn khoảng 7 thành viên nữa. Còn khoảng 7 thành viên nữa thì anh em chúng ta sẽ xong cái nhiệm vụ này. Anh em cho ăn nha. Anh em ơi, cho ăn đi. Còn có 4 người đang on thôi. Cố gắng leo lên lab nào. Vẫn còn đang ở lab 15. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi chiến đấu nha các bạn. Nên chúng ta sẽ chiến đấu ở cái khu vực nào đây? Đây, multiplay. Wow, anh em chúng ta sẽ quất với cái tem 33-30. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Bây giờ hãy xem tem của HNT sẽ đấu với tem bạn như thế nào đây. Ồ, cái anh đại của chúng ta không có đi theo à. Anh đại của mình là cái con quái vật xanh với sức chiến đấu rất là ghê gớm. Một em đã lên đường. Em thứ hai sẽ là... Ủa, con này giống như con cáo vậy các bạn. Con này giống như con cáo vậy. Wow, đẩy luôn bé này đi. Tốc độ thần thánh nào. Ok, ngon cơm.
có một cái vòng quay sau khi hết cái nào. Ô, được một viên game luôn, tuyệt vời. Hiện tại chúng ta đang rất là thiếu game mà nó cho game rất là vui luôn. Ờ, hiệp thứ hai chúng ta sẽ đối phó với cái team nào đây, cái team bên đây đi. Action, cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ tấn công team bạn nào. Cái team này thì nó yếu hơn mình nhiều luôn. Rồi chúng ta quánh như phim luôn ấy. Một hit một em. Với tốc độ như vậy thì ai mà chịu nổi chứ hả. Và anh em nào hiện tại đang trong clan của HNT, vui lòng cố gắng leo lab nha mọi người, cố gắng làm nhiệm vụ nha. Anh em chúng ta đang cố gắng khẩn trương để leo lên lab thứ 18. Khi đó anh em chúng ta sẽ nhận được con ếch 2 sao. Wow, xong rồi. Tiếp theo là vòng quay may mắn luôn. Nhận được cái món gì ở cái vòng quay may mắn này đây? Wow, 1.500 thức ăn các bạn à. Ok, tiếp theo đó là quất các em nào level cao cao. Ờ, mình để mình chỉnh team đi. Mình cho cả con quái vật xanh nó ra đây luôn đi. Cho con pha rong đi vô ngủ rồi. Đó, quái vật xanh của mình mới có 1 sao thôi mà nó chiến đấu rất là ghê gớm luôn. Đó, chọn team là chúng ta sẽ chọn cái team mạnh nhất luôn các bạn à. Vì đơn giản là chúng ta đang có quái vật xanh đi theo để bảo vệ. Sức chiến đấu của quái vật xanh là không thể nghĩ bàn. Team bạn có một con cấp L. Và cùng nhau chờ đợi xem nào. Wow, một em đã xuất hiện. Quýnh cái con xuất hiện trước. Yeah. Tốc độ luôn. Ồ, mình quất nó rồi mà mít hay sao thế. Cái chiêu này phải nói là quên nữa, cái chiêu này như quýnh được con thì phải. Cái chiêu quýnh 3 con cùng một lúc đâu mất tiêu rồi, đây rồi. Siêu trâu. Cho siêu trâu thể hiện bản lĩnh bản lề của mình liền. Victory. Quá nhẹ nhàng khi mà chúng ta leo multi-play này. Multi-play nhận luôn cái phần này xem. Nhận luôn cái phần quà gọi là vòng quay may mắn. Ok, như vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Thôi hết quánh được ở khu vực này rồi, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Chúng ta có thể để xem nhiệm vụ anh em làm tới đâu rồi. Gọi là ngồi mà kêu gào tên em. Ô, được 10 rồi. Chỉ còn 5 thành viên nữa, anh em cố lên nào. Năm người nữa anh em ơi. Cố lên, mình HNT chơi hết mình với anh em luôn á. Lab 15 rồi. Chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng. Wow, và bây giờ HNT sẽ đưa các bạn đi đến một cái nơi. Đây là một cái nơi khá là thú vị. Chúng ta sẽ chiến đấu ở đây nha các bạn. Xem nào. Rồi, mình sẽ cho quái vật xanh của mình giác ba con khủng khiếp nhất của team HNT Channel đi chiến đấu. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo dõi với khả năng chiến đấu của chúng ta sẽ quánh mấy con cấp L này như thế nào. Ô, một hit một em luôn cơ. Lầy lội tới mức không thể tin được. Cô gái mét 52 vừa triệu hồi. Tê giác ca. Ồ, chiều này quýnh hai em cùng một lúc đây. Quái vật xanh lao ra thể hiện bản lĩnh của mình bằng một cái khiêu nhẹ thôi. Tên bạn buộc phải tắt thở. Oh my god, quýnh mà không thể tin được là nó nhẹ tới mức vậy luôn đấy. Ồ, nó cho mình một cái vòng quay lựa được những cái con gì đây. Những con cấp U à. Ba mảnh con cấp U. Con chim điện. Tiếp theo luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục leo lên.
Tiếp theo sẽ quýnh được cái gì đây? Có một con cấp L còn hai con cấp E các bạn à. Những cái con này nhìn gớm quá. Con này nó nằm gì đâu mà nó có hai ba ba con mắt, hai bốn con mắt luôn đấy. Mắt mỗi đâu mà nhiều phết. Một hit một em, cái này thú vị đây. Cô gái mét 52 của chúng ta khi lên level 60 thì sức chiến đấu phải nói là cực kỳ bá đạo các bạn ơi. Quất một hit một em luôn. Wow, con quái vật xanh của chúng ta là phải không cần phải nghĩ bàn luôn rồi, nó quýnh người ta tắt thở luôn rồi. Con mèo khổng lồ nó bị banh xác. Xem nào, lại nữa cái vòng quay này nữa à. Mình quay quay xuôi rồi chúng ta sẽ quay ngược xem nào. Bốn mảnh quái vật xanh, cố lên cố lên. Đi được nửa đường rồi các bạn ơi. Cho những cái con quái vật này đi leo cái này là ok luôn, ok con búp bê luôn. Cô gái mét 52 đập cái con đứng đầu đàn của con gì robot à. Cái con này là cái con gì khổng lồ luôn nè, mạnh phết đây. Đây chúng ta sẽ quất ba em cùng một lúc nha, xài về cho tốc độ thần thánh. Biến thành khẩu súng các bạn à, nó thục ba phát luôn cơ. Nó thục ra con khủng long, mà con khủng long nữa nó chơi mình. Thiếu gì con không chơi lại dám chôn HNT hả? Hãy xem bản lĩnh của anh đây. Xúc luôn. Wow, cô gái mét 52 được đam với con quái này. Victory. Yeah, ngon rồi. Thế là chúng ta sẽ không còn ngán ngẩm ở cái khu vực này nữa. Vậy lúc trước mình rất là ngán khi vào đây thì mình không có những cái con để quánh nổi trong đây. Còn bây giờ là chúng ta đã có rồi. Rồi có hàng ngược lại còn hàng khủng nữa mới ghê. Wow, hạ được con này chúng ta sẽ lên tới đây. Được 10 mảnh con cấp E. Ở đây được một mảnh màu xanh nè. Hai mảnh màu xanh. Trời ơi, cái gì đâu mà chua chát thế. Được 40 mảnh màu xanh. Được một cái con cấp E các bạn à. Nếu như mà chiến đấu về tới đích chúng ta sẽ được một con cấp E. Tại sao không phải là một con cấp L mà lại là cho một con cấp E chứ hả? Action, cuộc đại chiến xin được phép bắt đầu. Với cô gái mét 52 thì tuyệt chiêu này sẽ hạ được một bé. Đam lên tới 10.000 luôn, sát thương quá kinh khủng. Tuyệt chiêu bị giảm rồi. Bị giảm thì chúng ta sẽ quýnh ba con cùng một lúc chứ hả? Khi mà tên bạn quýnh mình thì sẽ tự bị giật đam thôi. My god, nó đang làm cái gì kìa? Bỏ cánh cứng nhảy tới. Ba con cùng một lúc luôn à. Lầy lội thế. Hãy xem tuyệt chiêu của siêu trâu anh đây. Một em lên đường. Để chúng ta quýnh vừa vừa thôi, không có nên hộ báo quá. Còn 1.900 luôn. 1.900 nếu mình để nó tự giật máu khi mà nó quýnh mình là nó cũng banh xác rồi, chúng ta không cần phải ra tay. Đó, các bạn thấy mình leo với tốc độ bàn thờ ghê chưa? Wow. Ok. Không quánh được nữa rồi. Nó mình mà quánh tiếp là mình phải bỏ tiền ra. Nó cộng 40 mảnh, nhưng mà 40 mảnh con này với một cái bình này chứ không phải được cộng 40 cái bình này. Cộng 40 cái bình đó là ngon luôn á. Xem anh em làm nhiệm vụ tới đâu rồi. Anh em chúng ta còn phải có một con tốc độ thần thánh mới được. Ô 13 rồi kìa. Tốn 40 game để bỏ qua cái nhiệm vụ này. Wow. Thì chúng ta có thể làm được cái gì đây? Cô gái này là level mấy đó? Mình cho nó lên level 20 luôn đi. Wow. Game ra. Nhân 2 tool.
coi. Rồi, bỏ chiêu này đi. Tiếp tục quậy phá luôn. Wow. Tăng sức chiến đấu lên được chút xíu nè. Ok. Dập chiêu này luôn. Na na na. Còn ở đây đó là quơ chiến quơ, anh em nào đang trong clan của HNT vui lòng hãy vào chiến quơ để chiến đấu nha. Team chúng ta được 208 rồi, anh em cố gắng chiến đấu xem nào. Sát quơ nè. Anh em chúng ta đang chiến đấu rất là tích cực luôn. HNT thì quýnh toàn bị thua, gặp mấy con quái mạnh quá mà. Cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không chiến đấu lại tem bạn. Hết điểm rồi. Chỉnh sửa tem xem nào được không. Chúng ta chọn được con ngựa luôn nè. Đổi đi. Wow. Thế là chúng ta có con ngựa ra chiến đấu luôn nè. Quất với tem bạn xem. Nó ra phải cho mình quánh trước chứ hả? Nó không cho mình quánh trước các bạn ơi. Ôi con ngựa của mình. Oh my god, nó nhảy ra nó hốt có một phát một tắt thở con ngựa. Không thể tin được sao mà tem bạn nó ghê gớm thế. Chúng ta vừa bị hành hạ xong luôn. Anh em chúng ta đang làm gì đây? Đang xin két à? Wow, anh em tập trung nào. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel vui lòng cho một đăng ký luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.